Huyện ủy Đắc Hà tổ chức hội thảo khoa học lần thứ nhất, sách lịch sử Đảng bộ huyện Đắc Hà tập 2 giai đoạn 2000-2020. Về nội dung tiếp nối sách lịch sử Đảng bộ huyện tập 1 đã xuất bản, sách lịch sử Đảng bộ huyện Đắc Hà tập 2 giai đoạn 2000-2020 đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ qua 4 nhiệm kỳ đại hội các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm làm rõ tính năng động sáng tạo của đảng bộ huyện đắc hà trong việc xác định những vấn đề trọng tâm đột phá để ban hành các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong đó đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng thương hiệu cà phê đắc hà phát huy vai trò chủ thể của người dân và cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc kết quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên sau hội thảo khoa học lần thứ nhất, huyện Đắc Hà sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi nhằm hoàn thiện cuốn sách lịch sử Đảng Bộ huyện Đắc Hà giai đoạn 2000-2020, kịp chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Đắc Hà, 24 tháng 3 năm 1994, 24 tháng 3 năm 2024.